hé lộ bất ngờ mức lương tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Mức lương mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, trả cho người kế nhiệm ông Park Hang-seo, được cho là Philip Trucci, thực tế không cao như đồn đoán gần đây. Philip Trucci là một trong năm ứng viên VFF nhắm tới thời gian qua. Các nguồn tin của tiền phong gần đây cho biết, quá trình đàm phán giữa đôi bên gần như đã hoàn tất. Nếu không có gì bất ngờ, kết quả có thể được công bố ngay trong tuần tới. VFF và phía ông Trucci đã cơ bản đạt thỏa thuận những điều khoản cơ bản và chỉ còn một vài chi tiết cần làm rõ thêm. VFF cũng đã có kế hoạch công bố danh tính tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông Trucci chậm nhất sẽ nắm quyền dẫn dắt các đội tuyển quốc gia từ tháng 3. Kịp thời gian chuẩn bị cho đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32, Campuchia. Tiền lương của ông Trucci là một trong những vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Một số thông tin vừa qua cho rằng nhà cầm quân người Pháp nhận mức lương cao hơn nhiều so với huấn luyện viên Park Hang-seo, thậm chí lên tới 150.000 USD tháng. Ông Park khi tái ký hợp đồng với VFF được nhận mức lương cao gấp đôi, lên tới 50.000 đô la Mỹ một tháng. Tuy nhiên theo tìm hiểu của tiền phong, lương tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam không cao đến vậy, chỉ chênh lệch không đáng kể so với lương huấn luyện viên Park Hang-seo. Thực tế việc ông Park được tăng lương xuất phát từ các thành tích trước đó cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đấy, dù có hồ sơ đẹp nhưng huấn luyện viên Philip Trucci chưa có cống hiến nào. Do vòng chung kết ASEAN Cup 2023 tại Qatar lùi tới tháng 1 năm 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ có thời gian nghỉ ngơi khá dài. Nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Philip Trucci là SEA Games 32, với nhiệm vụ đưa đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng,